Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục vào phần kinh Niết Bàn. Hôm nay chúng ta sẽ tham khiếu về phần Như Lai ứng túng chánh biến tri minh hạnh tất thiện thọ thế gian nhãn vô thượng sĩ thượng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn thường chẳng biến đổi đầy đủ 10 trí lực 40 sở ý vực. Bà sư tử ấn là Sa Môn Đại Bà La Môn hàm đại tinh rốt ráo đại tịnh rốt ráo đến bờ kia đấng vô vọng chẳng đấng vô kiến hơn không có bộ ứng chẳng đặng riêng hay mắt ban sở có vô sự ngộ hay trí cờ mau lệ trí lớn hay trí lanh lợi trí sâu trí giải thông, trí bất công, trí giải thoát, trí rộng khắp, trí lục ráo, biểu tượng, phương nương trong loài người, ngưu vương trung toàn người, long vương trong loài người, tượng vô trong loài người, kiến liên hoa trong loài người. Hoa phong đề lợi trong lời người. Điều ngự nhân sư là đại thí chủ bậc thầy của đại pháp, gọi là đại pháp. Hiện đại sư pháp sư là biện pháp nghĩa thời tri túc vì tri ngã vì niết biết đại chúng sinh vì biết căn tánh nên lợi vì nói trong đạo như lai chuyên môn nên hiểu là đại pháp sư nói trong đạo là căn tánh đơn là nói trong đạo những nhân duyên nên hiện là đại pháp sư là người mà đã nói về tất cả các ứng chánh biến Như Lai đã nói ha, và Như Lai như thuyết pháp của Như Phật trong quá khứ chẳng biến đổi ha, cho nên Phật quá khứ vì độ chúng sinh nên muốn hóa vô minh ha. Sự hóa vô minh ở đây là vô độ bởi môn dấu hiệu như Lai chư Phật Thế Tôn từ 6 môn Bà La Môn 37 phàm từ đạo 11 pháp mà khoảng đến đại niết bàn. Đại Như Lai là cũng vậy ha, gọi là Phật ha. Phật là Như Lai, Phật là Như Lai. Như vậy thì chúng ta thấy ha. Như vậy thì các vị đồng tu cũng cho nó thấy ha. Vì chúng sanh chuyên tùy nghi phương tiện ha. Thì ba liệu theo mà vô vừa ý ha. Nhận tư đệm đức như lai cũng vậy nên nhất là như lai ứng là pháp thế thế gian và ôn gia vị ứng là pháp thế gian là ôn gia vị trú tại như lai có hội như hai pháp không pháp ấy gọi là ứng hàm luận và tư nan ha và tư nan gia Phật và Bồ Tát Như Lai lúc làm Bồ Tát như thở trí tự pháp pháp giới pháp tứ nan nên gọi là ứng trong sa lìa vô lượng phường não lúc chưa Phật và Bồ Tát là những khổ tròn như vậy không khi là thường ha. Như vậy thì chúng ta thấy chưa khổ não trọn không khi nào là không vui ha, mà thường là vui tất cả các sao các thương hoa chuỗi ngọc chàng phan ha kỹ nhạc để cúng dường gọi là ứng ha chánh niệm tri là chẳng điên đảo thông qua bốn loại điên đảo ha sai nổi khổ hạnh ha nên vì vậy mà ai muốn mày chơi đó lại quá trời lại cứ chơi cái đó Thank you.
Lại nói khổ hạnh nhân nơi khổ hạnh này quyết định là của quá khổ không? Như vậy chúng ta hiểu được rằng ha, ở đây khi chúng ta ở đây các vị đồng tu ha, khi chúng ta hiểu được rằng ha, Như Lai ứng cúng biến chánh biến tri minh hạnh túc là tất cả đều là sự tứ ngộ nên giải. Nói về tất cả các trí lớn ha, khi chúng ta nói về sự niệm Phật ha, việc công đức niệm Phật là vô cùng to lớn ha. Việc này ha, giúp cho chúng ta được có trí thợ ha, trí tuệ lớn ha, rốt ráo ha, rốt ráo biểu tượng trong lời nhiều ha, là rất kể là sao trí sâu nè, trí lanh lợi nè, tất cả các trí không giải trí giải thoát nữa, trí bất công là điều đó, có nghĩa là không có bất công. Điều như vậy thì chúng ta thấy được ha, chư trong hiện tượng của trăm loài người ha, là người đều có tất cả các thiên long ha, thiên là trong trên kinh đã nói ha, thiên long trong loài người, hoa phân đà lợi, hoa liên hoa sắc. Như vậy thì chúng ta thấy sự liên hoa sắc ở đây là rất là nhiều ha. Liên hoa sắc là cái bài giảng kinh điển mà tôi đã giảng ở các video clip phía trước ha, thì phía trên ha, thì quý vị có thể xem cả thêm về liên hoa sắc. Tôi đã giảng kỹ về phần liên hoa sắc ha. Liên hoa sắc là một loại hoa mà trong giới của cảnh giới của chư Phật ha. Cảnh giới của chư Phật mới có. Như vậy thì chúng ta thấy sự liên hoa trong loài người ha. Liên hoa trong loài người và liên hoa sắc là hai liên hoa khác nhau. Hoa phân đại lợi chỉ cho người được sao, được niệm Phật. Vì khi niệm Phật là người nào là niệm Phật thì là người đó là như Đức Phật đã nói, Thích Ca Mâu Ni đã nói là như là nhà sao, là như hoa phân đại lợi là một loài hoa rất là tuyệt đẹp, rất là trong trẻo ha, sự tinh tấn dũng mãnh ha, dự sự hương thơm ha, sự trong lành ha, là người thiện ha, người gọi là người thiện. Thì như vậy thì chúng ta thấy được, cho nên chúng ta thấy được là hoa phân đại lợi được Đức Phật quý rất là tốt ha, là bạn thiền với Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát ha. Vậy như vậy thì chúng ta thấy sự hoa người niệm Phật tựa chứ giả là cho tựa như hoa phân đề lợi mà ở đó là phát Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát luôn được sao, là bạn hiền ha, được xem là bạn hiền. Như vậy thì Đức Phật đã nói như vậy thì có nghĩa là rất là trân quý ha. Và tất cả là chân tất cả chúng sanh đều không có khổ não, tất cả đều không có khổ não. Tôi sẽ giảng rộng và nói rộng ra ý nghĩa của phần đoạn này thôi. Phần đoạn này thì chúng ta thấy được sự Đức Phật đã nói ha, không có khổ não ha. Tại sao thoát hư ly được khổ não ha? Chúng ta thấy được là sự trí thắng ha, trí thắng. Như vậy thì trí rất là lớn, trí bất công, trí giải thoát, trí rốt ráo, biểu tượng như từ biểu tượng vương lời trong lời người, ngưu vương trong lời người. Như vậy thì chúng ta thấy sức mạnh ha, sức mạnh của việc mà tu tập là quá trình để chúng ta hiểu được ha, chúng ta hiểu được ha, tri túc ha, chỉ thấy là lạc chứ không thấy thọ là khổ ha. Như vậy thì tri túc, tri túc vì tri ngã và vì biết đại chúng sanh, vì biết căn tánh. Sự biết căn tánh ở đây là một quá trình để cho chúng ta thấy được sự không, trong những duyên nên hiểu là đại pháp sư. Vì có những duyên này nên sao, nên người thiện tri thức này được gọi là đại pháp sư. Tất cả biết điều biết rành rõ ha, rành rọt ha, thì tất cả liều này là như thế gọi là đại pháp sư. Đại pháp sư như vậy thì chúng ta thấy được cái sự phân chia ở đây là có nghĩa là khi sự minh mẫn minh minh trí ha, đều được
triển khai lớn ha, triển khai lớn thì chúng ta thấy được họ là những bậc đại đại pháp sư ha. Vì các đại pháp sư này giúp cho tất cả các chúng sanh muôn loài là tấm gương, chân tấm gương được giải thoát để đi đến sự trí lớn, trí lanh lợi. Sự lớn và lanh lợi đây là sao? Được giác ngộ và siêu thoát. Như vậy thì chúng ta thấy được làm cho trí giải thoát rộng lớn, rộng khắp, trí rốt ráo biểu tượng trong lòng. Sự rộng lớn này là đem lại cho sự công đức vô lượng vô biên ha. Nên hàng các hàng thiên nhân đại bồ tát đều khen ngợi ha. Và bồ tát là các vị chư Phật cũng đều khen ngợi vì hàng đại pháp sư này ha, là một tấm gương ha, tấm gương sáng trong loài người, giống như sáng trong tất cả chúng sanh để cho tất cả chúng sanh ha, nương theo y mà y giáo phụng hành ha, y giáo phụng hành. Thì như vậy thì chúng ta thấy được từ đó mà sống đời tốt đời đẹp đạo để làm chi, để đem lại lợi lạc hơn thanh tâm vương vị hơn thủy cho tất cả các chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy ha, sự hoan hỷ hơn thủy trong tất cả chúng sanh là một điều đem lại cho rất nhiều sự quý báu ha, sự giải thoát và sự giác ngộ ha. Vì không còn có những bất công ha, vì trí rộng khắp ha, trí rốt ráo đến như vậy thì không còn là có sự bất công ở đây nữa ha. Nên vì vậy mà những phàm phu này ha, nếu những phàm phu này được các là đại pháp sư hướng dẫn như vậy ha, được chúng sanh giảng kinh và thuyết pháp như vậy thì quý vị thấy được sự tâm là được Đức Phật quý như là hương hoa trong loài người ha, hương hoa trong loài người. Vì được quý như là hương hoa trong loài người và điêu hoa phân đại lợi. Hoa phân đại lợi là loài hoa tôi để giảng ở trên, giảng nói ở trên thì rất là nhiều ha. Hoa phân đại lợi là những liên hoa sắc về sâu ha. Vì tại sao là những liên hoa sắc về sâu ha? Tại vì việc pha sinh ở nơi các cực quốc ha, cực quốc tại các mười phương của chư Phật đều có các liên hoa ha. Từ liên hoa này mà dẫn đến các ngài được ca tụng, các ngài được ca tụng. Sau khi về thì quý vị được ca tụng, từ đó mà quý vị mới thấy được sự liên hoa của hương hoa phân đại lợi nó quan trọng đến mức nào trong cuộc sống của nhân gian phàm phu ha, và trong cuộc sống của các cõi giới ha. Vì được quý là hoa phân đại lợi trong loài người tối thắng, vì sự thiện lương của họ mang lại cho sự hòa bình của tất cả ha, của tất cả chúng sinh muôn loài. Như vậy thì chúng ta thấy ha, họ được mệnh danh là vì thế mà công lao rất là to, vô cùng to lớn, không thể nghĩ bàn. Nói đến Như Lai và pháp của tạng của Như Lai và pháp tạng của Phật thì Như Lai là Phật cũng đều rốt ráo đến cõi nước bàn. Như vậy thì Phật là sự giác ngộ và đã giải thoát. Như Lai là biểu tượng của sự giác ngộ đạt đến cảnh giới của niết bàn. Như vậy Như Lai cũng chính là Phật trên kinh để nói rất rõ ha. Như Lai cũng chính là Phật, mà Phật cũng chính là Như Lai, nói về sự vô minh phân phối đối với đội chúng sinh vô minh mà Bồ Tát ha, được từ có ha, từ 6 môn Ba La Mật cộng thêm 37 phạm tư đã 10 Phật 10 pháp ha, dẫn đến đại niết bàn của Như Lai. Như vậy cũng là gọi là Phật ha. Như vậy thưa Phật Thế Tôn, vì chúng sanh mà tùy nghi phương tiện ha, ba thời ha, thọ mạng vô ý ha. Thọ mạng vô ý là sự diễn nói diễn thì chúng để chúng ta thấy được sự thọ mạng là tất cả các thời ha. Chúng sanh tùy nghiêng phương tiện nghi ba thiều qua thọ mạng vô ý nhân tư thích đức Như Lai cũng vậy ha, cũng là một Như Lai ha. Như vậy thì chúng ta thấy được là chư Phật Thế Tôn từ 60 là một ha. Phật quá khứ chẳng biến đổi ha, thuyết pháp chọn phân giải quá khứ vì độ chúng sanh nên muốn hóa đoạn
muốn hóa đổi nói sự vô minh và nói sự vô minh trong 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 gì nói sự vô minh trong quá khứ rồi. Vô minh và hàng Bồ Tát hàng các môn đều là pháp của Như Lai, đều là đâu, đều là dấu hiệu của Như Lai chư Phật và Thế Tôn từ sáu môn ba la mật ha. Từ có tạng của Như Lai nên có ứng, ứng là pháp thân nên sự ân gia trong Như Lai thành trú tại Như Lai với pháp mong mánh nên gọi là luận vô cứ nên đang giảng ân mình về Bồ Tát chư Phật Như Lai có lúc làm Bồ Tát có thể dùng trí hợp phá hội ưu thứ nên gọi là sao gọi là xe lìa xiên lìa vô lượng ha, phiền não lúc chư Phật và Bồ Tát ha còn nhà thọ ha, sự khổ não không trọn vẹn khi nào mà không thường ha, tất cả các hương hoa chuỗi ngọc ha, hương hoa chuỗi ngọc ha, càng phan kỹ nhạc để cúng dường gọi là ứng cúng. Thường thường chúng ta nói ứng cúng là sự chánh biến tri minh hạnh túc, hay là ứng cúng này chính là sự hương hoa cúng dường của các chư Phật đối với các chư Phật của tất cả các phàm phu của chúng sanh để tiêm lòng tưởng nhớ mà cúng kính để dân kính không dân kính là làm cho là từ lấy từ tâm đạo mà đi ra không từ tâm đạo này sẽ xuất phát từ đó mà chúng ta mới thấy được chung các chuỗi tràng phan và hoa nghiêm đều là các kỹ nhạc đều gọi là ứng ha, đều là ứng cúng. Như vậy thì chúng ta thấy được sự ứng đây là gồm các vật phẩm để mà cúng dường các chư Phật mà từ đó các chư Phật và Bồ Tát từ đó mà chúng ta mới thấy được không chuỗi ngọc tràng phan là biểu thị cho sự ứng ha. Chánh biến tri là chẳng nói về sự phối chuyển của điên đảo ha. Các thứ điên đảo trong nhà Phật thì chúng ta có thấy bốn loại điên đảo nói về chiều khổ hạnh nơi nhân mà chúng ta xa lìa nơi nhân của khổ hạnh thì chúng ta sẽ quyết định sự quá khổ sự quyết định trong quá khổ. Như vậy thì chúng ta thấy được quá khổ ở đây là sự xa lìa ha, xen lẫn xa lìa và xen lẫn xa là xa lìa nhân của khổ ha. Nhân của khổ vì vậy mà khổ hạnh vì nhân xa để xa lìa thì quyết định sự khổ ha. Mà các thằng chư Phật và Bồ Tát thì luôn luôn là lạc chứ không phải là khổ hạnh. Từ đó mà quý vị mới thấy không, quý vị đồng tu mới thấy được xa lìa nơi khổ hạnh là quyết định của chánh biển trì ha, chánh biển trì. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.